mày sống ở đời, mày ăn giận, mày xài đồ, mà có bao giờ mà mày tự làm mày tự là mày trưởng thành được không? Mày trưởng thành được không? Trưởng thành mày ăn đi nè, quậy đâu quậy tôi nè, sáng sớm vô hả không, nó ngủ dậy đánh răng, tôi có phải mua kem đánh răng từ ở bên nước ngoài tôi trở về mà thỉnh cho hai vợ chồng nó hai cái kem đánh răng, hai kem đánh răng xong rồi nó đánh răng xong nó ra hả lau mặt, khăn lông tôi phải mua từ bên kia đem về cho nó, bây giờ nó ăn nè, nó ăn nè của tôi, cái gì quậy tôi, cái này là tôi luôn rồi chưa, canh gia đình tôi nấu cho tôi ăn, gia đình tôi không có ai mua, tôi tự nấu canh, tôi múc tôi dâng qua cho nó, tôi sợ nó mệt, nó quay nguyên ngày nó ăn để cho nó có sức đó, người ta thương định nó cho cục ơi, xin hai cục ăn, ăn dữ vậy hả, ăn hàm hồ vô ý, ăn mà gia đình nhà họ tao không có ăn rồi chưa nữa, ăn xong nó ngồi im đâu, lau miệng không có giấy, quay qua xin giấy tôi nè, ủa trời ơi tẩu tán cái bao rồi hiểu không, nó xài hết bịch giấy cho nó, bây giờ nó qua tôi vậy nó xin giấy, cái đỏ giấy chùi mỏ mà không có, mày còn nói mày còn nhìn cái gì nữa, ăn đi. Đây có hai cái kem đánh răng, một cái miếng giấy chùi miệng mà chửi như con. Rồi hai cái trái dưa leo đâu, trái dưa leo nhồi thịt đâu, bà chị làm cho ăn đâu, rồi ăn hai cục nè, múc hết cái nồi của người ta đâu. Hồi nãy ngồi bên này lén lén bưng qua, ừ mời mình ăn, mình tưởng mời, ăn xong rồi bây giờ chửi, bây giờ nói chứ. Ai mà lén mời nó, vừa đẩy canh vô nó, trời ơi canh thơm ngon quá, múc đưa cho nó ăn, còn chưa nữa không có gì. Hả? Rồi mày đòi ăn bò bía. Ai rảnh rỗi chạy đi mua mấy chục cái bò bía, giờ mày về nó ăn hết. Hết bịch bò bía, tặng cho bịch bò bía. Nó ăn gì? Không chịu được. Ăn hết bò bía luôn. Bà con chưa có ai ăn hết trơn á. Quay máy đi 1000 con người đang ngồi chờ. Nè, bà Quỳ đang phải ngồi chờ mà nó ăn hết. Nguyên cái đồ chưa ai ăn hết trơn á, trời nè. Có chịu đời cho nổi không? Gục mặt nghĩ mẹ nó đi khỏi ăn, nó đi về. Khỏi ăn. Nghĩ mẹ nó đi, nó khỏi ăn. Nó đi.